Fukuoka, đội bóng đang cần tìm kiếm bàn thắng. Không vì thế mà họ bớt đi sự nguy hiểm mỗi thời cơ mình có được những ngôi sao trong đội hình. Tuấn Bỉa pha xử lý rất khéo. Tuấn Bỉa tình huống dứt điểm bút chì rất hay. Trước đó là tình huống xoay compa, ngay lập tức là cú trích mũi giày. Chúng ta cùng xem lại Tuấn Bỉa, đúng phong cách của một vũ công mà pha bóng khiến cho Hoàng Khối hoàn toàn đứng nhìn, rất quyết liệt. Và người vào block là của Hoàng Khối. Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Hiệp Từ Sơn, Nguyên Tây leo biên, tốc độ của Nguyên Tây, go ahead. Một trận đấu khá vô duyên của Hưng Cấp. Nguyên Tây đã làm hết tất cả những phần việc gọi là khó khăn nhất trong tình huống này rồi. Và thoát đi đầy tốc độ, một nhịp qua người cực kỳ đồng đội để cho Hưng Cấp có được cú đúp. Nhưng số 24 đã phụ công của đội trưởng của mình. Nguyên Tây có đầy đủ mọi thứ để hơi thiếu tập trung của thủ xe Lê Dương, mà thiếu chút nữa họ đã phải trả giá. Bùi Ngọc Long, vẫn là Bùi Ngọc Long! Đó là Bùi Ngọc Long! Tỷ số được quân bình là 1-0! Và xử lý xuất sắc của cầu thủ đeo áo số 18 và nỗ lực cá nhân tuyệt vời của anh đã đánh. We'll be right back.
Hút đổ cây. Rất tốt. Dứt điểm, không vào. Một pha bỏ lỡ rất tiếc của Mạnh Ferrari. Những quả bẻ bóng từ biên đi vào của Mạnh Ferrari luôn là vũ khí lợi hại của anh. Mạnh Ferrari không những có kỹ thuật mà anh còn sở hữu một tốc độ rất nhanh. Rất tiếc là vừa rồi pha xử lý bằng chân trái của anh lại không tốt. Chân trái của Mạnh Ferrari chỉ tốt hơn người bình thường thôi. Thì cầu thủ chơi tiền đạo bên phía đội bóng áo trắng đó là Thành Messi, dứt điểm, không vào. Liên tiếp những cơ hội bị bỏ lỡ của cầu thủ áo xanh. Tuấn Anh xuống đi, rất nhanh. Hoàng Treo và Mạnh Ferrari, đó là hai điểm tựa, đó là hai sức mạnh, đó là hai cầu thủ khó thể thay thế được trong đội hình của đội bóng Ocean tại thời điểm này. Thì các fan của Ocean cũng như là huấn luyện của Ocean đã có phần nào yên tâm. Đây là đội bóng trẻ và có một lối chơi rất rõ ràng. Như vậy là có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các cầu thủ Tuấn Anh và Mạnh Ferrari. Mạnh Ferrari tốc độ rất nhanh, đúng là một chiếc F1. Chiếc thẻ vàng dành cho Sơn Müller. Đứng trước bóng là Hoàng Treo và Thực Tây. Chào rất đông các anh em. Vâng, rất hay. Hùng Dâm đối mặt quay. Một pha ghi bàn tuyệt vời của Hùng Dâm. Một tình huống bứt đi với tốc độ cao và sau đó trích mũi làm tung nóc lưới của Long Cuba. Phút thi đấu thứ 27 và bàn thắng đến với Hùng Dơm. Chúng ta sẽ chuẩn bị được xem dõi lại tình huống này. Một pha bóng quá hay của Hùng Dơm. Một pha phản công mà vừa rồi thì Đào Từ Sơn đã bị bỏ lại và không có cơ hội. Đào Từ Sơn đã chậm mất một nhịp và không thể kịp về cản phá. Like và share nhịp đập iFootball và iFootball TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.